Rap Việt 3, 3 điều mình dự đoán đúng. 1. Số lượng giám khảo tăng lên. Đúng như mình đã dự đoán thì số lượng giám khảo Rap Việt đã không chỉ còn là 2 người và phải kê thêm ghế. 2. Huấn luyện viên người nước ngoài. Mình cũng đã dự đoán đúng về sự xuất hiện của huấn luyện viên người nước ngoài và Rap Việt đã công bố đó chính là Thái VG. 3. B-Ray là huấn luyện viên. Với rất nhiều thông tin từ trước khi công bố Rap Việt, thậm chí từ chính nhà sản xuất của Rap Việt luôn, việc B-Ray tham gia là điều không khó đoán và là một trong những dự đoán đầu tiên của mình về Rap Việt 3. Wow. Theo bạn thì Rap Việt còn bất ngờ nào nữa? Comment bên dưới nhé. Ok, giàn đậm, bye bye.